29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chuyển đến những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Nhìn lại những thành tựu ấn tượng của các bác sĩ Việt Nam năm 2023. Năm 2023 đánh dấu nhiều thành tựu trong khám chữa bệnh ở Việt Nam khi các bác sĩ làm chủ những kỹ thuật mới như ghép gan, bất đồng nhóm máu cho trẻ lớn, pha chế thành công thuốc phóng xạ mới hay nuôi thành công bé sơ sinh chỉ 400 gram. Vâng. Pha chế thành công hai thuốc phóng xạ mới vào tháng 11 năm 2023, lần đầu tiên một bệnh viện ở Việt Nam là bệnh viện Chợ Rẫy pha chế thành công hai loại thuốc phóng xạ mới dùng trong chụp PET-CT là Ga68-PSMA điều trị ung thư tuyến tiền liệt và Ga68-Dotatate điều trị u thần kinh nội tiết. Sau gần một tháng, 12 ca ung thư tuyến tiền liệt và 9 ca u thần kinh nội tiết được áp dụng ghi hình PET-CT với các thuốc phóng xạ mới. Kết quả cho thấy tính hiệu quả của hai kỹ thuật này trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, trưởng khoa y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy, trên thế giới hai loại thuốc phóng xạ này đang được sử dụng rộng rãi, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận vào các năm 2020 và 2016. Lập giường mổ đặc biệt cho bé sơ sinh mắc bệnh tim. Để không bỏ lỡ giây phút nào nhằm cứu sống em bé sơ sinh bị rối loạn nhịp tim nặng nề từ trong bụng mẹ, ngày 9 tháng 10, bác sĩ hai bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội cách nhau vài trăm mét là Phụ sản Hà Nội và Nhi Trung ương đã thiết kế ngay phòng mổ đặc biệt, bàn can thiệp tim ngay cạnh bàn mổ đẻ. Hàng chục thầy thuốc của hai viện chỉ có 16 giờ đồng hồ thay vì 2 tuần để chuẩn bị phòng mổ. Sáng ngày 10 tháng 10, ca mổ bắt thai diễn ra, bé gái chào đời nặng hơn 2,1 kg, nhịp tim chỉ khoảng 50 lần một phút, có khi xuống 35 lần một phút, suy tim. 15 phút sau, bé gái với quả tim chỉ bằng đốt ngón tay được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Khi nhịp thất được nâng lên 120 lần một phút, bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tích cực. Quyết định chưa có tiền lệ mang tính đột phá này không chỉ cứu sống em bé mà còn mở ra một trang mới cho việc phối hợp sản nhi, tăng cơ hội cứu sống mới cho những bệnh nhi tương tự. Thời điểm đó tại Việt Nam chưa có một bệnh viện phụ sản nào có phòng mổ đặc biệt như vậy. Hai tháng sau, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cũng phối hợp tạo lập giường mổ đặc biệt tương tự cứu một em bé sơ sinh dị tật tim đảo gốc động mạch không có thông liên thất, ca ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ lớn đầu tiên. Bệnh nhi là bé gái 15 tuổi quê ở Quảng Bình bị ung thư gan. Ghép gan là cách duy nhất duy trì sự sống. Bà nội là người hiến tạng nhưng bà và cháu lại không cùng nhóm máu, bất đồng nhóm máu ABO. Tại Việt Nam, ghép tạng từ nguồn cho bất đồng nhóm máu ABO đã được thực hiện trên bệnh nhân ghép thận và trên nhóm ghép gan ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chưa được thực hiện trong ghép gan ở người trưởng thành. Ngày 30 tháng 10, ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan phải của bà nội để ghép cho cháu gái được tiến hành. Ca mổ kéo dài 8 giờ đồng hồ. Một tuần sau, ca lấy ghép, bà nội sức khỏe ổn định, cháu gái phục hồi tốt. Hiện nay cả nước có 9 trung tâm ghép gan thực hiện ghép cho hơn 500 bệnh nhân. Ghép gan từ người cho sống là kỹ thuật khó và phức tạp hơn rất nhiều so với ghép gan từ người hiến chết não. Việc triển khai ghép gan bất đồng nhóm máu được đánh giá là thành tựu ấn tượng, giúp cho tăng cơ hội sống cho người cần được ghép gan trong bối cảnh nhu cầu được ghép gan ngày càng tăng, nhưng nguồn gan hiến thì lại hạn chế. Nuôi sống em bé sinh ra chỉ nặng 400 gram. Bé gái tên Bình An chào đời vào tháng 7 ở Hà Nội khi mới 26 tuần thai, nặng 400 gram do bị suy dinh dưỡng bào thai, lọt thỏm trong lòng bàn tay của bác sĩ. Trong quá trình hồi sức sơ sinh ngay tại phòng sinh, các bác sĩ đã giải thích với gia đình để xác định tâm lý rằng em bé khó có thể qua khỏi. Sau khi được bóp bóng hồi sức tích cực 20 phút, da bé đã hồng hơn, bé có phản xạ tay chân, mở mắt. Việc lấy ven rất khó khăn, trẻ được truyền dịch nuôi dưỡng bằng kỹ thuật long lai, đặt tĩnh mạch rốn và động mạch rốn để thuận tiện cho việc xét nghiệm. Trong quá trình điều trị, trẻ bị nhiễm khuẩn nặng phải điều trị kháng sinh. Sau 4 tháng, bé đã phát triển bình thường với cân nặng 2,1 kg và có thể tự bú mẹ. Bé Bình An là em bé sinh non nhất với cân nặng nhẹ nhất từ trước đến nay đã được các thầy thuốc nuôi sống thành công, đánh dấu một bước tiến vượt bậc của việc chăm sóc trẻ non tháng nhẹ cân. Làm chủ kỹ thuật xạ trị toàn thân cho bệnh nhân ung thư. Người bệnh là chị O, 46 tuổi ở Bình Dương, nhập viện Chợ Rẫy, chẩn đoán bị ung thư hạch. 6 năm trước đó, chị phát hiện bệnh được hóa trị, bệnh tái phát vào năm 2019 và 2021, nhưng hóa trị không còn đáp ứng. Bác sĩ quyết định ghép tế bào gốc đồng loài phối hợp với phác đồ điều kiện hóa diệt tủy có xạ trị toàn thân cho bệnh nhân. Chị O được xạ trị toàn thân trong 3 ngày, mỗi ngày 2 lần trong điều kiện đặc biệt, đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tuyệt đối. Sau đó, chị được ghép tế bào gốc và xuất viện sau 45 ngày. Sau 5 tháng xuất viện, bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.
Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện công lập đầu tiên thực hiện thành công đồng thời hai kỹ thuật ghép tế bào gốc, đồng loài và xạ trị toàn thân điều trị bệnh nhân ung thư hạch. Việc phối hợp chuyên sâu mở ra cơ hội cho bệnh nhân ung thư vì ít tác dụng phụ, ít biến chứng, thời gian nằm viện ngắn. Lần đầu tiên đưa kỹ thuật, tốn ít nhất 3,5 tỷ đồng từ Mỹ về Việt Nam. Đầu tháng 9, bé M 6 tuổi trở thành em bé đầu tiên ở Đông Nam Á được phẫu thuật đặt điện cực bề mặt vỏ não, lập bản đồ vùng sinh động kinh. Ekip thực hiện là bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Cộng sự. Đây là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nhận chuyển giao kỹ thuật thực hiện thành công. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.